Lời đầu tiên xin được phép đại diện cho Unimia và đại diện cho công ty cổ phần Hoàng Vũ Sài Gòn cũng như là tổ chức Hoàng Vũ của Việt Nam, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến ông bà Hà Văn Siêu, phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch, đến tất cả đại diện của các đơn vị tài trợ, các cơ quan thông tấn báo đài, tất cả các khách mời và đặc biệt là các talent, các người đẹp, các hoa hậu, các á hậu ngày hôm nay đã có mặt rất là đông đủ trong sự kiện đặc biệt này. Sự kiện ra mắt chương trình truyền thực tế và ứng dụng Việt Nam Why Not. Kính thưa quý vị, cũng giống như anh Hà Văn Siêu đã nói thì 2020 chắc chắn là một năm rất là khó quên. Rất là khó quên, tôi tin là rất là nhiều năm sau này nữa khi mà nhìn lại thì chúng ta sẽ nói về cái cột mốc 2020 này với rất là nhiều những điều đặc biệt, đúng không? Ở trên mạng thì mọi người vẫn hay nói đùa với nhau là 2020 quý 1 là nghỉ Tết, quý 2, quý 3 là nghỉ dịch, còn quý 4 là nghỉ bão. Là cả năm 2020 là năm con chuột là cả đất rồi, năm sau là năm con trâu là đi cày, đúng không? Nói vui vậy thôi, tuy nhiên là thực sự mình phải nhìn nhận 2020 là một năm với rất là nhiều những cái câu chuyện của thiên tai, của dịch bệnh, của rất nhiều những cái diễn biến đã thay đổi bộ mặt xã hội, rất nhiều những cái hoàn cảnh sống đã hoàn toàn bị thay đổi sau đại dịch, đúng không ạ? Tuy nhiên, ở ngay trong cái thời điểm đó chúng ta cũng nhìn thấy một cái thời cơ vàng cho Việt Nam, một thời cơ vàng để kinh tế chuyển dịch ở Việt Nam, một thời cơ vàng để Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch mới, và cũng là một thời cơ vàng để chúng ta bắt tay nhau. Chúng ta đã bắt tay nhau để chiến thắng được đại dịch, chúng ta đã bắt tay nhau tương thân tương ái trong bão lũ. Vậy thì tại sao chúng ta không bắt tay nhau trong một chiến dịch mà chúng tôi gọi là Việt Nam Why Not? Thưa quý vị, ở ngay trong thời điểm đó, tổ chức Hoàng Hậu của Việt Nam đã nhìn thấy ba sứ mệnh. Điều đầu tiên là làm như thế nào để chớp lấy thời cơ vàng này để thúc đẩy kích cầu kinh tế, thúc đẩy du lịch nội địa. Làm sao đó, ở cái sứ mệnh thứ hai là liên kết những cái người đẹp, những hoa hậu, những á hậu, những người có sức ảnh hưởng để có thể tạo nên một tiếng nói chung, lan tỏa những giá trị về du lịch Việt. Và điều thứ ba, làm sao để tất cả những cái điều này không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân, một vài tổ chức, một tập thể mà lan tỏa đến sâu rộng trên toàn xã hội. Lan tỏa đến sâu rộng trên toàn xã hội và làm sao đến mỗi người dùng mạng xã hội, tất cả những người trẻ, tất cả những người Việt có tinh thần đi du lịch Việt Nam, làm sao để mỗi người Việt Nam thế là một đại sứ cho du lịch Việt. Như vậy, chúng tôi ấp ủ để mang đến một chương trình, một ứng dụng mà chúng tôi gọi là Việt Nam Why Not. Thưa quý vị, Việt Nam Why Not sẽ là một hệ sinh thái bao gồm có chương trình truyền hình tế, một chuỗi các sự kiện, sự liên kết của rất là nhiều người dùng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, trên các nền tảng mạng xã hội hàng đầu như là TikTok, Facebook, YouTube, Google. Chúng tôi cũng xây dựng một ứng dụng riêng là Việt Nam Why Not, cùng kết hợp với các hệ sinh thái về truyền thông khác. Ở trong cái hệ sinh thái này thì chúng tôi muốn đặc biệt ra mắt và giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay hai cái nền tảng chính, một là chương trình truyền hình tế và hai là ứng dụng riêng Việt Nam Why Not. Đối với chương trình truyền hình tế thì chương trình truyền hình tế Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not là một series gồm có 10 tập sẽ được phát sóng trên VTV9 vào lúc 21:55 thứ 6 hàng tuần từ ngày 27 tháng 11 và đồng thời sẽ phát lại trên 8 kênh truyền hình là An Ninh TV, An Viên TV, các kênh truyền hình địa phương như là Hòa Bình, Bắc Giang, Long An, Ninh Thuận, Cần Thơ và Sóc Trăng. Thưa quý vị, ngoài ra thì trong chương trình này chúng ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh của ba đội chơi mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị là đội Nón Lá, đội Khăn Rằn và đội Quái Thao. Họ sẽ cùng tranh đua với nhau để giành lấy giải thưởng 200 triệu đồng và xuyên suốt chương trình họ sẽ trải qua những cái thử thách diễn biến trên 10 tỉnh thành khác nhau. Những thử thách này sẽ xoay quanh 5 nhóm, đó là đua là những thử thách liên quan đến thời gian, đấu là những thử thách liên quan đến thể lực, đố là những thử thách liên quan đến trí tuệ, đẹp là những thử thách liên quan đến quảng bá cảnh vật con người và độc là những thử thách hoàn toàn độc đáo nằm ngoài bốn nhóm kia và giúp cho các đội có những cơ hội để tăng tốc trong cuộc thi. Và như một điểm đặc biệt nữa mà chúng tôi cũng giới thiệu đó là chúng tôi muốn ứng dụng những cái chuyển đổi số, những công nghệ số vào trong chương trình. Vì thế mà xuyên suốt hành trình các đội chơi sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái ứng dụng công nghệ, sẽ được sử dụng một cái điện thoại gọi là điện thoại hành trình, các bạn sẽ scan những cái code gọi là QR code và tất cả đó là kênh tương tác của chương trình đối với thí sinh và cũng là của các thí sinh đối với khán giả. Và thưa quý vị, bên cạnh chương trình thực tế thì như chúng tôi đã nói, một chương trình và một sự liên kết của một tổ chức không đủ để chúng ta có thể kết nối và lan tỏa được giá trị về du lịch Việt.
Đó là lý do tại sao mà chúng tôi cùng với APAS là đối tác công nghệ của mình đã ngày đêm trong vòng 3 tháng để có thể xây dựng nên được hệ sinh thái bao gồm có ứng dụng và website của Vietnam Why Not. Ngay bây giờ thì mọi người có thể vào website của vietnamwhynot.com hoặc là .vn. Không những là chúng ta theo dõi chương trình mà chúng ta sẽ còn tải app Vietnam Why Not về điện thoại của chúng ta sau ngày 15 tháng 11. Và đồng thời, quý vị, mỗi người dân chúng ta hãy là một đại sứ về du lịch của Việt Nam. Tất cả những thông tin nào thật là tươi đẹp, tích cực của đất nước Việt Nam chúng ta, quý vị hãy dùng hashtag Vietnam Why Not để lan tỏa thật là nhiều những điều tuyệt vời của đất nước Việt Nam. Có được không ạ, thưa quý vị? Vâng, và ngay bây giờ chắc là quý vị cũng đang rất là tò mò rồi. Ngay bây giờ hãy cùng theo dõi teaser tập 1 của Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not.